Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với Tàu Vua. Ở những phút đầu tiên thì đội bóng An Tập đã có những và như vậy đoàn bàn thắng đã đến với đội bóng An Tập quá bất ngờ khi mà bình luận viên chưa kịp đọc những mạnh thường quân, những tài trợ đến với đội bóng An Tập thì bây giờ đội bóng họ đã có bàn thắng đầu tiên 1-0. Bàn thắng tới từ rất sớm ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, có thể nói đó là bàn thắng đầu tiên sớm nhất của giải đấu. Hơi buốt, nhưng các cầu thủ chúng ta vẫn đang thi đấu hết sức miệt mài. Cơ hội qua người thành công, cơ hội thành công, dứt điểm. Hay không, người ghi bàn chính là số 11 Vân Nam. Trái ngược hoàn toàn với những diễn biến ở trận đấu đầu tiên giữa đội bóng Đức Lân và cầu giữa, thì ngay ở những phút đầu tiên của hiệp một này thì đội bóng We are cover! Tình huống đánh đầu cận thành quá đáng tiếc, Thịnh Chất là người đã dứt điểm cuối cùng. Đứng trước bóng đang là Ngọc Lâm. Quý Hợp vẫn vào. Quá bất ngờ. Thủ thành bên phía An Tập đã đẩy bóng được, nhưng vào quả đá bồi thì lại không thể thành công. Vẫn là sự chính xác của Ngọc Lâm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dứt điểm từ xa, không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp quá đáng tiếc với cầu thủ An Hình. Phản công, đường chuyền tốt bên phía hàng cánh phải. Dứt điểm, không vào. Quả đá quá nhanh của Dương Minh. Có lẽ Dương Minh đã không thể nhìn thấy được số 25. Thời cơ chắc chắn, không vào. Quá đáng tiếc. Tưởng chừng như đã có bàn thắng, quân bình tỷ số là 2-2. Đánh đầu. Đây rồi, bây giờ Thịnh Chất sẽ được tung vào sân, trọng tài cho thay người. Số 25 bên phía An Tập rời sân. Thắng một mí rời sân để nhường vị trí cho Thịnh Chất. Thay người trọng tài, bên phía An Tập có sự thay đổi người. Số 28 Dương Minh rời sân và số 2 Hứa Văn Cường.
bóng không thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía đội An Ninh. Thời cơ phản công dành cho thủ An Ninh, cơ hội dứt điểm và quá bất ngờ, một pha phản đòn sắc bén bên phía đội bóng An Ninh và đã đem về bàn thắng thứ tư dành cho đội bóng áo đỏ. Một tình huống phản công chớp nhoáng, đường truyền dọn cơ, quá bất ngờ và quá kịch tính. Đây rồi, 3-1. Thời cơ dứt điểm, không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa, vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho thủ An Ninh. Quá đáng tiếc, 3-1. Hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng vẫn chưa. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.